Phần số 33, thiên thần thứ ba của tinh thần. Lời chứng của mốt sờ LushIKU. Phần số 33, thiên thần thứ ba của tinh thần. Tôi có một niềm vui lớn và không thể diễn tả được vì chúng tôi đang khám phá ra những lợi ích của tâm linh cao. Trước đó trong khải tượng khải huyền này, thiên sứ của Chúa đã nói rõ với tôi rằng một phần lớn các thành viên của tôi đã bỏ lỡ sự tái lâm của Chúa di sớt vì tâm linh thấp. Với giáo lý đúng đắn và sự giảng dạy tiên tri mà tôi đã cho họ ăn, tôi đã mất tinh thần, và những người này không thể tin rằng họ đã bỏ lỡ sự tức lên và họ bị bỏ lại phía sau. Họ nói, điều này không xảy ra với chúng tôi. Xin Chúa, hãy để đây chỉ là một giấc mơ. Họ không thể chấp nhận rằng họ đã bị bỏ lại phía sau, và khi tôi thức dậy sau khải tượng của thời kỳ cuối cùng này, tôi đã tôn vinh Chúa, bởi vì đây chỉ là một khải tượng. Tuy nhiên, chính nhờ Khải tượng này mà chúng tôi có được thông điệp này về tâm linh và chính nhờ sự giảng dạy của thiên sứ về tâm linh này mà chúng tôi đã chuẩn bị cho sự trở lại của Chúa Giêsu như tất cả những bí mật về sự chuẩn bị của giáo hội. Sự tái lâm của Chúa giê đang được tiết lộ cho chúng tôi. Hỡi anh em trong Chúa, vấn đề về vụ được thất lên này là một vấn đề lớn. Vì vậy, Hãy để tôi xem lại điểm trước đây mà chúng ta đã đề cập về sự mặc khải của các thiên thần thứ nhất và thứ hai của tâm linh. Về cơ bản, thiên thần đầu tiên của tâm linh chờ đợi con cái của Đức Chúa Trời làm cho mình trở nên thiên liêng bằng cách dân mình, hiến dân và tự đặt mình ra ngoài. Bằng cách này, con cái Đức Chúa Trời sẽ phát triển các giác quan và chức năng thiên liêng của mình. Vị thiên sứ thứ hai của tâm linh chờ đợi con cái của Đức Chúa Trời phát triển sức mạnh giúp họ có thể chịu được sự cám dỗ, để họ trở nên vượt trội hơn so với kẻ cám dỗ. Cám dỗ là đau khổ và thân thể phải chịu đựng thử thách, gian nan, thử thách và cám dỗ. Công vụ các sứ đồ 14 giờ 22 phút củng cố linh hồn các môn đồ, khuyên họ tiếp tục trong đức tin và nói, chúng ta phải trải qua nhiều gian nan thử thách mới vào được vương quốc của Đức Chúa Trời bây giờ tôi sẽ nói về thông điệp của thiên thần thứ ba của tâm linh tôi biết rằng thế giới đang mất kiên nhẫn tôi cũng đang sốt ruột để cung cấp sự mặc khải khi thiên thần thứ ba bắt đầu nói tôi nhớ nhiều điều các thiên thần của tâm linh đang chờ đợi con cái của đức chúa trời phát triển các khả năng thuộc linh của họ và tất cả về khả năng sẵn có của nó bây giờ tôi sẽ bắt đầu thông điệp của thiên sứ của chúa Tôi muốn đọc thô và theo nghĩa đen của tất cả những gì thiên thần nói, và sau đó chúng ta sẽ phát triển thực tế này cho chúng ta biết một cách toàn cảnh về cách chuẩn bị cho cuộc cất lên trong lúc Chúa Di Sớt tái lâm. Khi thiên thần thứ ba bắt đầu nói, anh ta bắt đầu bằng một câu cảm thán. Anh ấy nói, ôi các con trai và con gái của loài người, đây là một ngày tuyệt vời để cuối cùng chúng ta có cơ hội thể hiện bản thân sau rất nhiều thiên niên kỷ. Bạn à, tôi tự hỏi làm sao thiên thần có thể nói rằng đó là một ngày tuyệt vời để họ thể hiện bản thân sau rất nhiều thiên niên kỷ có nghĩa là đã hàng ngàn năm mà những thiên thần này không hề cất tiếng nói và tại sao lại như vậy chúng ta sẽ trở lại với điều đó thiên sứ của chúa nói chúng tôi đã chờ đợi rất lâu cho thời điểm này nơi nhiệm vụ của chúng tôi được cho là bắt đầu khi thiên sứ nói theo cách đó tôi tự hỏi công việc đó là gì và công việc đó vẫn chưa bắt đầu suốt ngần ấy thế kỷ sao? Thiên sứ của Chúa nói, chúng tôi là những thiên thần được tạo ra để phục vụ. Tuy nhiên, đối tượng phục vụ của chúng tôi, con người, không cho phép chúng tôi vận hành và phục vụ. Lời của thiên thần mạnh mẽ đến nỗi toàn bộ cơ thể tôi bắt đầu run rẩy. Thiên thần cho biết họ được tạo ra để phục vụ Đức Chúa Trời nhưng con cái của Đức Chúa Trời là đối tượng phục vụ của họ không cho phép họ hoạt động tôi hiểu ra rằng sự phục vụ của các thiên thần đối với chúa chỉ bó buộc với con cái chúa họ làm việc với chúng tôi và trong chúng tôi đây là hoạt động của họ và đây là một vấn đề của hoạt động thiên sứ của chúa nói tâm linh là khi con cái của đức chúa trời sống lại trong chiều không gian mọi người nói về chiều không gian nhưng thiên thần đã nói về loại chiều nào trong thế giới những chiều không gian khác đó là triết học siêu hình học và những phép thuật của thế giới khác nói về các cõi và cổng thông tin tuy nhiên thiên sứ của chúa nói con cái của chúa sống lại trong chiều kích thuộc linh khi khả năng của họ chuyển từ cách sử dụng của con người và bình thường sang cách sử dụng thuộc linh cho mục đích gây dựng hội thánh chúa khi công sức của bạn không còn để sử dụng như bình thường và cho con người chúng không còn là của bạn nữa chúng sẽ trở thành mục đích sử dụng tinh thần đây là lúc con người của bạn trở thành công cụ tinh thần phục vụ cho việc gây dựng hội thánh chúa và đó là nơi tâm linh của bạn bắt đầu và bạn ở trong một chiều không gian mới chính ở điểm này thiên chức của bạn trở nên siêu phàm vượt ra ngoài bản chất thông thường chức năng tự nhiên của con người bị chết đi thông qua quá trình hành xác bản chất con người cũng bị chết thông qua thần thái bạn à tôi nhớ thiên thần đầu tiên đã định nghĩa từ sức hút như thế nào theo thiên sứ của chúa sự lôi cuốn là khi con cái chúa bị cám dỗ khi họ có ham muốn và khi họ có nhu cầu nhưng họ có thể kiềm chế mình đó là khi con cái chúa tự hạn chế mình uy tín là khi dân sự của đức chúa trời có thể tiết chế những việc họ thường làm thiên thần của chúa cho rằng sức lôi cuốn là một lối sống tiết chế kiềm chế và tách biệt đó là thực hành kiềm chế bản thân không ham mê thứ gì đó mà người ta dính vào điển hình là rượu ham ăn, cờ bạc, hút thuốc hoặc quan hệ tình dục. Uy tín là sự tự phủ nhận. Con cái Đức Chúa Trời vẫn có bản năng và khuynh hướng và sự ham mê, nhưng chính khi họ kiềm chế và từ chối bản thân không ham muốn những đòi hỏi của xác thịt, họ trở nên có sức lôi cuốn. Bạn có sức lôi cuốn khi vượt qua những đòi hỏi và thôi thúc của xác thịt do kết quả của sự dân mình, thánh hóa và tận tụy. Tiết chế là định nghĩa của thiên thần về sự lôi cuốn thiên thần thứ ba nói sự biến hình có nghĩa là hiến dân chính mình trong sự hy sinh và sự hành xác giết chết bản chất thấp hơn của con người và adam tương tự như vậy sức lôi cuốn cũng giết chết bản chất và đó là nơi tâm linh bắt đầu kết quả là các chức năng và khả năng của con cái đức chúa trời được hưởng lợi từ lối sống này nhiều con cái đức chúa trời từng mê đắm mình trong những tệ nạn như hút thuốc uống rượu và quan hệ tình dục họ đã từng nghiện ngập trong cuộc sống cũ của họ trước đây tuy nhiên khi bạn đến với đấng grip sự tước đoạt và từ chối bỏ bản thân phải chiếm ưu thế và chúng ta tước bỏ chính mình khỏi ham muốn và khuynh hướng xác thịt điều này đơn giản có nghĩa là chúng ta đau khổ trong cơ thể kết quả là các chức năng và khoa học của chúng ta đạt đến một chiều hướng mới điều này xảy ra khi cơ thể chúng ta phải tự hy sinh từ chối bản thân và kiên ăn bạn à, thật là cao cả khi phải chịu đựng về xác thịt để giúp cho các chức năng của chúng ta đạt đến không gian mới. Nó là tốt cho các khả năng con người của chúng ta để tiến bộ từ cách sử dụng thông thường sang cách sử dụng tâm linh. Chúng ta phải lựa chọn giữa việc thỏa mãn mong muốn của mình và việc duy trì những ham muốn bình thường và trần tục hoặc đóng đinh những ham muốn của mình để các chức năng của chúng ta có thể đạt đến một chiều hướng tâm linh mới chúng ta có thể khiến cơ thể đau khổ bằng cách kiên ăn và dân hiến để đạt đến chiều kích mới của tâm linh và trở nên thiên liêng, hoặc chúng ta đắm mình trong sự nghiện ngập và ham muốn của xác thịt và vẫn là xác thịt và bình thường. Chúa muốn các chức năng của chúng ta trở nên thuộc linh để gây dựng hội thánh. Chúa muốn chúng ta đạt đến một chiều kích mới qua việc hành xác xác thịt và kiên ăn, để Ngài có thể sử dụng các chức năng của chúng ta các chức năng của con cái đức chúa trời phải để lại cách sử dụng thông thường cho việc sử dụng thuộc linh để gây dựng hội thánh con người thuộc linh là người gây dựng con cái của đức chúa trời và để có thể gây dựng cho con cái đức chúa trời bạn phải đạt đến chiều hướng mới bằng cách làm sắc nét chức năng của mình thông qua việc hành xác xác thịt và đau khổ con cái của đức chúa trời đạt đến sức lôi cuốn thông qua tiết chế hành xác từ chối bản thân và kiểm soát bản thân bằng cách giết chết bản chất con người và Adam và để các giác quan tâm linh tiếp quản. Thiên sứ của Chúa nói, khi các chức năng và khả năng của bạn đã phát triển vượt quá khả năng sử dụng của con người và tự nhiên và trở nên thuộc linh, bạn có thể nhìn thấy thực tại tâm linh ẩn sau trật tự tự nhiên. Bạn có thể khám phá trạng thái tâm linh thực sự của chính mình. Bạn có thể nhìn chính mình qua con mắt của linh hồn. Thông qua tầm nhìn tâm linh bạn khám phá ra những gì bạn không thể nhìn thấy bằng đôi mắt tự nhiên bạn phải nhìn tự nhiên bằng con mắt tâm linh thiên thần của chúa nói khi bạn đạt đến giai đoạn này khi bạn đã thay đổi cách sử dụng chức năng của mình từ sử dụng thông thường sang sử dụng tâm linh để gây dựng nhà thiết kế của bạn sẽ bắt đầu sử dụng bạn và sau đó bạn trở thành một công cụ bằng cách đó bạn không còn được coi là con người mà là một công cụ của chúa sau đó Chúa sẽ bắt đầu sử dụng bạn để bạn có thể hoàn thành lý do mà bạn được thiết kế khi bạn đạt đến cấp độ mà chúa bắt đầu sử dụng bạn để hoàn thành lý do mà bạn được tạo ra bạn chắc chắn đã đạt đến tâm linh cao đối với mỗi con người với khả năng của mình được thiết kế cho một mục đích ngày nay đức chúa trời không sử dụng con cái của ngài bởi vì chúng thiếu tâm linh và chức năng của chúng vẫn là tự nhiên Họ đã không trải qua quá trình lôi cuốn và hành xác và họ vẫn tự nhiên và xác thịt. Khả năng của họ được trao cho việc sử dụng những thứ trần tục, tầm thường, xác thịt, dục dục và trần tục. Họ sống ích kỷ, tự tìm kiếm và phục vụ bản thân. Thiên sứ của Chúa nói với tôi, sự thiên liên cao rất cao vì bạn đã đạt đến giai đoạn dân mình và tiết chế, nơi bạn trở thành cơ quan ngôn luận của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời phán qua bạn. Đây là nơi những món quà tâm linh và các chức vụ được kích hoạt cho bản chất con người thấp hơn của bạn đã chết và các chức năng của bạn được kích hoạt và tinh thần hóa để hoạt động trong một chiều không gian mới. Tôi hiểu ra rằng cần phải có tâm linh cao để có thể phục vụ các anh em bằng các chức vụ và lễ vật thiên liêng và tâm linh. Thưa anh chị em, khi bạn cải tạo bản chất con người và bản chất Adam của mình và khi bạn thực hành tiết chế, bạn sống lại trong chiều kích thuộc linh và Adam mới, bản chất của đấng Christ và Đức Chúa Trời sẽ bắt đầu sử dụng bạn trong các chức vụ và công việc. Nhờ cuộc viếng thăm của vị thiên sứ này, tôi đã hiểu tại sao ngày nay chúng ta không có nhiều thánh chức và những món quà của thánh linh là xác thực. Đó là bởi vì những người được gọi là người nắm giữ các bộ và chức vụ không hiểu rằng chúng ta phải đi ra ngoài tự nhiên và bình thường, và chúng ta đã trở nên có sức lôi cuốn được tâm linh hóa và thần thánh hóa trong các chức năng, khoa học của chúng ta, và các giác quan. Bạn không thể tự nhận mình là người trong thánh chức trong khi say mê những ham muốn xác thịt và nghiện ngập. Điều này có nghĩa là tâm linh không có vì tâm linh cao là kết quả của việc hành sát và kiên ăn. Điều này giải thích tại sao mức độ tâm linh thấp trong nhiều bộ giáo lý và giáo phẩm ngày nay. Chúng ta chưa đạt đến tâm linh cao, trừ khi chúng ta đã đóng đinh xác thịt qua hành sát và chúng ta được cho là tước đoạt cơ thể thông qua việc kiên ăn. Thiên sứ của Chúa nói, khi đấng toàn năng bắt đầu sử dụng các chức năng thuộc linh của bạn, nhân loại của bạn đã trở thành một công cụ trong tay của Đức Chúa Trời. Kết quả là, bạn trở thành người phân phối các ân sủng và sự bí ẩn của Đức Chúa Trời. Epheso 3, hay nếu các ngươi đã nghe nói về gian kỳ của ân điển Đức Chúa Trời ban cho ta cho các ngươi. Bạn à, có một lối sống kích hoạt tinh thần cao, những ý tưởng thiên liêng và mục vụ. Chính nhờ lối sống dân hiến đó mà chúng ta trở thành khí cụ của Thiên Chúa. Quà tặng và các bộ không phải là yếu tố bên ngoài, chúng là nội bộ. Họ được giải thoát thông qua một lối sống dân hiến, cống hiến và tách biệt. Chúng ta cần một cuộc sống hành xác và kiên ăn. Thiên sứ của Chúa nói, ai chưa trải qua quá trình này, thì vẫn còn thân thể thô sơ và thô thiển, và khi con cái của đức Chúa trời còn thô thiển, các thiên thần thuộc linh là tôi tớ của đức Chúa trời sẽ không thể hoạt động trong họ. Con cái của đức Chúa trời bắt buộc phải bị nghiền nát và bị đóng đinh bằng xương bằng thịt để chúng trở nên nhạy cảm với thế giới linh hồn. Các thiên thần nói rằng chúng ta phải trở nên thiên liên thông qua sự tận tâm, hiến dân và hiến dân để cho phép Chúa giết chết nhân loại và bản chất hư hỏng của chúng ta. Sứ thần của Chúa đã nói rõ rằng khi chúng ta mới đến với đấng Christ, chúng ta vẫn còn thô sơ và thô sơ. Vì vậy, cơ thể của chúng ta phải được hành xác và bị đóng đinh, nếu không, chúng ta sẽ không tiến bộ về mặt tinh thần và chúng ta sẽ không thể vươn lên trong ngày Chúa Di Sớt tái lâm khi nghe tiếng kèn trung tép. Quá trình đóng đinh da thịt này rất đau đớn. Ý tôi là chúng ta phải chịu đựng những đau khổ về thể xác để cơ thể thô sơ và thô kệch này của chúng ta sẽ bị chết chúa sẽ không sử dụng những người thô thiển và thô sơ chỉ sử dụng những người bị nghiền nát trong đau đớn của hành xác và kiên ăn khi chúng ta thô thiển và thô sơ các chức năng tâm linh của chúng ta đã lỗi thời và không hoạt động và chúng ta không thể là công cụ của đức chúa trời chúng ta là con người và nhân loại phải chết trong chúng ta để các chức năng của chúng ta có thể được chúa sử dụng bằng cách đó chúng ta trở thành công cụ vì chúng ta đã đóng đinh bản chất con người và adam với tất cả những ham muốn trần thế trần tục xác thịt nhục dục thèm muốn và khuynh hướng của nó và đã kích hoạt có sức lôi cuốn được tâm linh hóa và thần thánh hóa các chức năng của con người để vận hành trong tâm linh chiều kích tiên tri và thần thánh chúng ta hãy suy ngẫm lời của thiên sứ của chúa vì ngài đã nói rằng họ đã đợi hàng thiên niên kỹ để nói về những điều này khi nhìn vào giao ước cũ, chúng ta thấy thầy tế lễ thượng phẩm dân súc vật cho Chúa thay vì dân mình. Toàn bộ các thế hệ trong nhiều thế kỷ đã được chuyển sang thực hành và tâm lý dân hiến động vật thay vì dân hiến thân thể mình làm vật tế lễ sống cho Chúa. Đây là lý do giải thích cho sự thay đổi trong các của lễ trong thời tân ước. Vì vậy, Sứ Đồ Phao Lô đã viết trong Roma 12, 1, 2, Hỡi anh em, tôi cầu xin anh em nhờ lòng thương xót của Đức Chúa Trời, hãy dân thân thể mình làm của lễ sống động, thánh khiết, được Đức Chúa Trời chấp nhận, đó là sự phụng sự hợp lý của anh em. Hai chớ phù hợp với thế gian này, nhưng hãy biến đổi bởi sự đổi mới của tâm trí, để chứng minh ý muốn của Đức Chúa Trời là tốt lành, có thể chấp nhận được và hoàn hảo. Con người thô sơ và thô sơ, họ không dân mình trong sự hy sinh mà họ đang dân súc vật và phải mất thời gian để mọi người hiểu rằng chúng ta là của lễ và chúng ta là của lễ mà Đức Chúa Trời muốn. Chúng ta phải vác thập giá đến bàn thờ và chúng ta phải chết trên bàn thờ. Kinh Thánh cho biết trong Esai 53, ai tin điều đã rao truyền cho chúng ta, và cánh tay Đức giê hô va đã được tỏ ra cho ai? Hai người đã lớn lên trước mặt ngài như một cái chồi, như cái rễ ra từ đất khô. Người chẳng có hình dung, chẳng có sự đẹp đẽ, khi chúng ta thấy người, không có sự tốt đẹp cho chúng ta ưa thích được. Ba người đã bị người ta khinh dễ và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem, chúng ta cũng chẳng coi người ra gì. Bốn thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta, mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập và làm cho khốn khổ. Năm nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bệnh. Sáu chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy, Đức giê hô va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người. Bảy người bị hiếp đáp, những khi chịu sự khốn khổ chẳng hề mở miệng. Như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt, như chiên tâm ở trước mặt kẻ hất lông, người chẳng từng mở miệng. Tám bởi sự ức hiếp và sự đoán, nên người đã bị cất lấy, trong những kẻ đồng thời với người có ai suy xét rằng người đã bị dứt khỏi đất người sống, là vì cớ tội lỗi dân ta đáng chịu đánh phạt. Chính người ta đã đặt mồ người với những kẻ ác, nhưng khi chết, người được chôn với kẻ giàu, giàu người chẳng hề làm điều hung dữ và chẳng có sự dối trá trong miệng. Mười đức Giê-hô-va lấy làm vừa ý mà làm tổn thương người, và khiến gặp sự đau ốm. Sau khi đã dân mạng sống người làm tế chuột tội, người sẽ thấy dòng dõi mình, những ngày người sẽ thêm dài ra, và ý chỉ Đức giê hô va nhờ tay người được thạnh vượng. 11 người sẽ thấy kết quả của sự khốn khổ linh hồn mình, và lấy làm thỏa mãn. Tôi tớ công bình của ta sẽ lấy sự thông biết về mình làm cho nhiều người được xưng công bình, và người sẽ gánh lấy tội lỗi họ.